Rồi, Đại Phúc Vinh CNC chi nhánh Hà Nội xin được quay trở lại với một chiếc video clip khác về chiếc máy dán cạnh nghiêng và thẳng Pro 45A đang được cung cấp bởi Đại Phúc Vinh CNC do hãng Hontech Trung Quốc sản xuất. Thì như trong các video clip trước tôi có giới thiệu qua về chiếc máy, nhưng mà hôm nay chúng ta bàn kỹ hơn về cái chức năng dán cạnh nghiêng của máy, đúng không ạ? Tôi sẽ đi sơ lược qua về các cái tính năng của máy, sau đó là chúng ta sẽ nói chuyện thêm về cái việc là nên dán nghiêng và dán thẳng như thế nào cho nó đẹp nhất, cho nó thẩm mỹ nhất, được không ạ? Vâng, thì lướt qua một số các cái tính năng của máy, anh chị vừa nhìn thấy bộ phay nghiêng và hệ thống hai nồi keo để dán nghiêng và dán thẳng. Đó, có hai hệ thống ép cạnh. Đấy, với những cái cạnh vuông 90 độ thì chúng ta có 4 cái rulo để ép cạnh như thế này. Đấy, 4 cái rulo ép cạnh và đồng thời ép cạnh là người ta ra nhiệt. Còn với những góc nghiêng thì chúng ta có 3 cái ben để ép nghiêng. Đấy, hệ thống bo trên dưới 45 độ và hệ thống cắt đầu đuôi. Đấy, bo trên dưới 45 độ và cắt đầu đuôi anh chị nhé. Đấy, cắt đầu thừa và đuôi thừa ra sát vào trong cái phôi của sản phẩm đó. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển đến cái bộ bo trên dưới 90 độ. Như vậy là máy sẽ có hai loại bo trên dưới 90 độ. Còn ở đây là hai cái hệ gọt nguội, một cái của 45 độ bên trái và 90 độ bên phải. Đấy, gọt nguội anh chị lưu ý là khi mà gọt nguội thì cái con dao gọt nguội nó sẽ đứng im và phôi chạy lướt qua, như chúng ta lướt qua phôi và cái lượng phôi chỉ được cào đi nó đâu đó chưa đến 1 ly, có thể là tính vào khoảng 0,5 gem để tạo ra một cái góc R để khách hàng sờ vào sản phẩm nó sẽ không bị cấn tay anh chị nhé. Đấy, và cái này nó cần có cái sự chính xác tuyệt đối thì khi mà ra hàng nó mới thẳng và đẹp được anh chị ạ. Sau đó là máy đánh bóng. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chi tiết. Là như anh chị thấy ở trên màn hình là ở trong cái trường hợp này thì đơn vị đang dán cạnh nghiêng trước, sau đó bắt đầu chuyển sang dán thẳng. Đấy, thì để mà đảm bảo được thẩm mỹ là chúng ta luôn luôn phải dán cạnh nghiêng trước, sau đó mới dán thẳng anh chị nhé. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là với máy dán Pro 45A thuộc dạng máy dán cả nghiêng cả thẳng tầm trung thì chúng ta không có một cái bộ phận rất quan trọng mà đáng tiền, đó là bộ phận bo góc. Thì do không có cái bộ phận bo góc này cho nên khi chúng ta dán thẳng nghiêng trước rồi dán thẳng thì chúng ta sẽ phải xử lý bằng tay các cái góc nghiêng ở hai cạnh hai bên. Đó, nó sẽ thừa ra một đoạn chỉ ở cái góc nghiêng đó và chúng ta sẽ phải tự gọt đi. Đấy, thì với cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ tốn một chút công của kỹ thuật để đi gọt lại các cái góc nghiêng như thế này chúng ta đang thấy trên màn hình. Đấy, thế có cái biện pháp nào là để xử lý được cái vấn đề này không ạ? Thực ra là có, khách hàng có thể có hai cái lựa chọn khác nhau. Thứ nhất là người ta có thể dán hai cái cạnh hồi sau đó mới dán cạnh nghiêng, thì lúc đó cái máy phay, cái hệ phay của máy dán cạnh này nó sẽ phay luôn hai cái hồi và như vậy công nhân sẽ không phải xử lý. Nhưng mà nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy là lộ ra hai cái đầu hồi của tấm ván cánh cửa này là cái vệt chỉ của cái vệt dán nghiêng nó lộ ra và như vậy là không đạt được cái thẩm mỹ. Đấy, cho nên là đây là cái lý do tại làm sao mà trên màn hình chúng ta thấy cái xưởng đang làm việc đây, người ta bắt buộc phải dán nghiêng trước rồi mới hai dán hai bên. Đấy, còn với những cái máy mà có hệ thống bo góc ấy, những cái dòng cao cấp hơn mà Hontech đang cung cấp để dán cả nghiêng cả thẳng và người ta có thể dán nghiêng trước rồi dán thẳng sau nhưng vẫn bo được rất là đẹp. Đấy, thì cái giá thành của máy nó lại tăng lên rất nhiều, nó hơn gấp đôi cái máy mà chúng ta đang thấy trên màn hình anh chị nhé. Giá đắt hơn gấp đôi một cái máy này. Đấy, cho nên là để đầu tư một cái máy như vậy nó hơn 1 tỷ đồng thì nó cao quá. Đấy, và cái sự thời gian khấu hao của máy rất lâu. Cho nên là mặc dù biết là máy là một trong những chiếc máy tốt nhất trên thị trường nhưng mà không phải ai cũng có thể đầu tư được. Đấy, và với mấy cái tài chính hạn hẹp thì cái việc mà chọn một chiếc máy như 45A nó vẫn là một cái giải pháp nó phù hợp hơn anh chị nhé. Đấy,
Thì trên màn hình tôi cũng gửi cái hình ảnh của chiếc phôi đã được dán bằng cái máy phiên bản cao cấp hơn, mà là có cái bộ bo góc đấy anh chị ạ. Đấy, thì với cái hình như thế này thì trông nó rất là đẹp, tại vì chúng ta bo bằng máy dù gì thì trông nó cũng đẹp hơn là chúng ta bo bằng tay. Bo bằng tay thì nó liên quan trực tiếp đến cái tay nghề của người thợ. Đấy, tay nghề mà không cứng rồi bo không chuẩn thì có thể là nó sẽ có các cái đường nó không được thẳng lắm. Đấy, tại vì nguyên lý hoạt động của cái hệ thống bo góc là nó gần như là một cái máy chép hình đấy anh chị ạ. Đấy, cái phôi của thân của nó chính là cái dưỡng, và khi mà cái trục dao nó chạy qua cái dưỡng đấy thì nó sẽ gọt đi hết toàn bộ những cái phần thừa khỏi cái dưỡng, và từ đó tạo ra một cái góc bo rất là đẹp như chúng ta vừa thấy trên màn hình. Đấy, và với cái điều đó nó chứng minh rằng là cái lý do tại làm sao cái bo góc lại là một trong hai những tính năng ăn tiền nhất của chiếc máy dán cạnh. Ngoài cái tính năng dán nghiêng ra thì cái bo góc là cái tính năng thứ hai đáng tiền và cũng là đắt giá nhất cho một chiếc máy dán cạnh, và không phải là hãng nào cũng có thể làm được hai cái tính năng này tốt đâu anh chị ạ. Có rất là nhiều hãng khi mà làm dán được một thời gian cái là hệ thống bo không chuẩn nữa, người khách hàng buộc phải tắt cái tính năng đấy đi. Như vậy là rất không tốt khi mà chúng ta phải bỏ ra một cái lượng tiền khá lớn cho tính năng này, nhưng khi sử dụng thực tế chúng ta lại không sử dụng được. Cho nên là việc chọn được một cái chiếc máy mà có cái độ hoàn thiện cao và cái độ bền trong thi công là một cái điều rất là quan trọng anh chị nhé. Đấy, như vậy là hôm nay tôi xin được dừng clip tại đây. Xin cảm ơn các anh, các chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.